tịch dùng nó uy hiếp tôi phải không? Chuyện tôi ngoại tình và tội lỗi của chủ tịch gây ra có giống nhau sao? Giờ chỉ cần bám theo trưởng phòng Cam quan sát thì sẽ biết được hung thủ thực sự của vụ án năm xưa. Sao? Cậu nói trưởng phòng Cam quan sát nghỉ hả? Anh em đã cứu anh. Tôi nhất định bắt bằng được kẻ đã vu cáo mẹ tôi. Cậu là trưởng phòng pháp vụ mới phải không? Tôi là thư ký Wu Jianshu.